Hán Bộ quyển 9. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng: chư Phật tử, phương đông của biển vô biên Diệu Hoa Hưng Thủy này giáp biển Ly Cấu Diệm Tạng Hưng Thủy, có đại liên hoa tên Nhất Thiết Hương Mani Dương Diệu Trang Nghiêm. Trên đại liên hoa này có thế giới chủng tên Biến Chiếu Sát Triền, dùng Bồ Tát hạnh hống âm làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Cung Điện Trang Nghiêm Tràng, hình vuông, một Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Bi Giang Quang Biến Chiếu. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Đức Hoa Tạng, hình tròn, hai Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Nhất Thiết Vô Biên Pháp Hải Huệ. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Thiện Biến Quá Diệu Hương Luân, hình như kim cang, ba Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Trong Đức Tướng Quang Minh Phổ Chiếu. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Diệu Sắc Quang Minh, trạng như Mani Bửu Luân, bốn Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Thiện Quyến Thuộc Xuất Hương Biến Chiếu. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Thiện Cái Phúc, hình liên hoa, năm Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Pháp Hỷ Vô Tận Huệ. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Thi Lợi Hoa Quang Luân, hình tam giác, sáu Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Bửu Liên Hoa Trang Nghiêm, hình bán nguyệt, bảy Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Công Đức Hoa Thanh Tịnh Nhãn. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Vô Cấu Diệm Trang Nghiêm, hình như Bửu Đăng Giang Hạn, tám Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Huệ Lực Vô Năng Thánh. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Diệu Phạm Âm, hình như chữ vàng, chín Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Quảng Đại Mục Như Không Trung Tịnh Nguyện. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Di Trần Số Âm Thinh, trạng như Lưới Nhân Đà La, mười Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Kim Sắc Tu Di Đăng. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Bửu Sắc Trang Nghiêm, hình chữ vàng, 11 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Hồi Chiếu Pháp Giới Quang Minh Trí. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Kim Sắc Diệu Quang, hình như thành quách rộng lớn, 12 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Bửu Đăng Phổ Chiếu Tràng. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Biến Chiếu Quang Minh Luân, hình như hoa xoắn tròn, 13 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Liên Hoa Diệm Biến Chiếu. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Bửu Tạng Trang Nghiêm, hình tứ châu, 14 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Vô Tận Phước Khai Phu Hoa. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Như Cảnh Tượng Phổ Hiện, trạng như thân Atula, 15 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Cam Lộ Âm. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Chiên Đà Nguyệt, hình tám góc, 16 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Tối Thắng Pháp Vô Đẳng Trí. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Ly Cấu Quang Minh, trạng như dòng hương thủy xoáy, 17 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Biến Chiếu Hư Không Quang Minh Âm. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Diệu Hoa Trang Nghiêm, trạng như hình xoay quanh, 18 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Phổ Hiền Thắng Quang Minh. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Thắng Âm Trang Nghiêm, trạng như tòa sư tử, 19 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Vô Biên Công Đức Xưng Phổ Quang Minh. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới có thế giới tên Cao Thắng Đăng, trạng như Phật chưởng, 20 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Phổ Chiếu Hư Không Đăng. Chư Phật tử, phương nam của biển Ly Cấu Diệm Tạng Hương Thủy này giáp biển Vô Tận Quang Minh Luân Hương Thủy, có thế giới chủng tên Phật Tràng Trang Nghiêm, dùng Phật Công Đức Hải Âm Thinh làm thể. Trong đây
phương dưới hết có thế giới tên Ái Kiến Quang, hình như bửu luân, một Phật sát với trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Liên Hoa Quang, Quang Hỷ Diệu. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Diệu Âm, Phật hiệu Tu Di Bửu. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Chứng Bửu Trang Nghiêm Quang, Phật hiệu Pháp Giới Âm Tinh Trạng. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Hương Tạng Kim Cang, Phật hiệu Quang Minh Âm. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Tịnh Diệu Âm, Phật hiệu Tối Thắng Tinh Tấn Lực. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Bửu Liên Hoa Trang Nghiêm, Phật hiệu Pháp Thành Vân Lôi Âm. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Giữ An Lạc, Phật hiệu Đại Danh Xưng Trí Huệ Đăng. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Vô Cấu Võng, Phật hiệu Sư Tử Quang Công Đức Hải. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Hoa Lâm Tràng Biến Chiếu, Phật hiệu Đại Trí Liên Hoa Quang. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Vô Lượng Trang Nghiêm, Phật hiệu Phổ Nhãn Pháp Giới Tràng. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Phổ Quang Minh Trang Nghiêm, Phật hiệu Thắng Trí Đại Thương Chủ. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Hoa Dương, Phật hiệu Nguyệt Quang Tràng. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Ly Cấu Tạng, Phật hiệu Thanh Tịnh Giác. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Bửu Quang Minh, Phật hiệu Nhất Thiết Trí Hư Không Đăng. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Xuất Sanh Bửu Anh Lạc, Phật hiệu Chư Độ Phước Hải Tướng Quang Minh. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Diệu Luân Biến Phú, Phật hiệu Điều Phục Nhất Thiết Nhiễm Trước Tâm Linh Quang Hỷ. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Bửu Qua Tràng, Phật hiệu Quảng Công Đức Âm Đại Danh Sinh. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Vô Lượng Trang Nghiêm, Phật hiệu Bình Đẳng Trí Quang Minh Công Đức Hải. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Vô Tận Quang Trang Nghiêm Tràng, hình như liên hoa y biển bửu võng mà trụ, lưới liên hoa quang mani giăng che. 20 Phật sát với trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Pháp Giới Tịnh Quang Minh. Chư Phật tử, dòng qua phía hữu của biển Vô Tận Quang Minh Luân Hương Thủy này, giáp biển Kim Cang Bửu Diệm Quang Minh Hương Thủy, có thế giới chủng tên Phật Quang Trang Nghiêm Tạng, dùng âm thanh xưng nói hồng danh của tất cả Như Lai làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Bửu Diệm Liên Hoa, hình như tướng long màu mani giữa chạng mày, y biển bửu sắc thủy triền mà trụ, mây lâu cát trang nghiêm giăng che. Một Phật sát với trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Vô Cấu Bửu Quang Minh. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Quang Diệm Tạng, Phật hiệu Vô Ngại Tự Tại Trí Huệ Quang. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Bửu Luân Diệu Trang Nghiêm, Phật hiệu Nhất Thiết Bửu Quang Minh. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Chiên Đàn Thọ Hoa Tràng, Phật hiệu Thanh Tịnh Trí Quang Minh. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Phật sát Diệu Trang Nghiêm, Phật hiệu Quảng Đại Quang Hỷ Âm. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Diệu Quang Trang Nghiêm, Phật hiệu Pháp Giới Tự Tại Trí. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Vô Biên Tướng, Phật hiệu Vô Ngại Trí. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Diệm Vân Tràng, Phật hiệu Diễn Thuyết Bất Thối Luân. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Chứng Bửu Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân, Phật hiệu Ly Cấu Hoa Quang Minh. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Quảng Đại Xuất Ly, Phật hiệu Vô Ngại Trí Nhật Nhãn. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa, Phật hiệu Pháp Giới Trí Đại Quang Minh. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới có thế giới tên Trí Huệ Phổ Trang Nghiêm, Phật hiệu Trí Cự Quang Minh Dương. Trên đó
quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm, Phật hiệu Nhất Thiết Trí Phổ Chiếu. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Chủng Chủng Sắc Quang Minh, Phật hiệu Phổ Quang Hoa Dương Dân. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Bửu Tràng, Phật hiệu Công Đức Quang. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Mani Hoa Hạo Tướng Quang, Phật hiệu Phổ Âm Dân. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Thầm Thâm Hải, Phật hiệu Thập Phương Chúng Sanh Chủ. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Tu Di Quang, Phật hiệu Pháp Giới Phổ Trí Âm. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Kim Liên Quang, Phật hiệu Phước Đức Tạng Phổ Quang Minh. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Trang Nghiêm Tạng, 20 Phật sát với trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Đại Biến Hóa Quang Minh Vọng. Kêu Phật tử, dòng quá phía hữu của biển Kim Cang Bửu Diệm Hương Thủy này giáp biển Đế Thanh Bửu Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Quang Chiếu Thập Phương, nương mây Diệu Trang Nghiêm Liên Hoa Hương mà trụ, dùng vô biên Phật âm thinh làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, hình xoáy vòng có vô lượng gốc, nương biển vô biên sắc bửu tạng mà trụ, lưới Nhân Đà La giăng che, một Phật sát với trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Liên Hoa Nhãn Quang Minh Biến Chiếu. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng, Phật hiệu Vô Thượng Huệ Đại Sư Tử. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Xuất Hiện Liên Hoa Tòa, Phật hiệu Biến Chiếu Pháp Giới Quang Minh Dương. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Tràng Âm, Phật hiệu Đại Công Đức Phổ Danh Sinh. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Kim Cang Bửu Trang Nghiêm Tạng, Phật hiệu Liên Hoa Nhật Quang Minh. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Nhân Đà La Hoa Nguyện, Phật hiệu Pháp Tự Tại Trí Huệ Tràng. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Luân Tạng, Phật hiệu Đại Hỷ Thanh Tịnh Âm. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Âm Tạng, Phật hiệu Đại Lực Thiện Thương Chủ. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Thanh Tịnh Nguyệt, Phật hiệu Tu Di Quang Trí Huệ Lực. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Vô Biên Trang Nghiêm Tướng, Phật hiệu Phương Tiện Nguyện Tịnh Nguyệt Quang. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Hoa Âm, Phật hiệu Pháp Hải Đại Nguyện Âm. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Nhất Thiết Bửu Trang Nghiêm, Phật hiệu Công Đức Bửu Quang Minh Tướng. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Kiên Cố Địa, Phật hiệu Mỹ Âm Tối Thắng Thiên. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Quang Thiện Quá, Phật hiệu Đại Tinh Tấn Tịch Tịnh Huệ. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh, Phật hiệu Kiến Giả Sanh Quan Hỷ. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Chiên Đàn Bửu Hoa Tạng, Phật hiệu Thậm Thâm Bất Khả Động Trí Huệ Quang Biến Chiếu. Trên đó quá Phật sát với trần số, có thế giới tên Hiện Chủng Chủng Sắc Tướng Hải, Phật hiệu Phổ Phóng Bất Tư Nghị Thắng Nghĩa Dương Quang Minh. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Quá Hiện Thập Phương Đại Quang Minh, Phật hiệu Thắng Công Đức Quay Quang Vô Dữ Đẳng. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Tu Di Dân Tràng, Phật hiệu Cực Tịnh Quang Minh Nhãn. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Liên Hoa Biến Chiếu, 20 Phật sát với trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Giải Thoát Tinh Tấn Nhật. Chư Phật tử, dòng quá phía hữu của biển Đế Thanh Bửu Trang Nghiêm Hương Thủy này giáp biển Kim Cang Luân Trang Nghiêm Đế Hương Thủy, có thế giới chủng tên Diệu Ứng Thố, dùng âm thanh do Nhân Đà La Vọng Trí Phổ Hiện sinh ra làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Liên Hoa Vọng, trạng như hình núi Tu Di, nương biển chúng Diệu Hoa Sơn Tràng mà trụ,
may Phật cảnh giới Mani Dương đế võng gian che. Một Phật sát chi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu, pháp thân Phổ Giác Huệ. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Tận Nhật Quang Minh, Phật hiệu Tối Thắng Đại Giác Huệ. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Phóng Diệu Quang Minh, Phật hiệu Đại Phước Dân Vô Tận Lực. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Thọ Hóa Tràng, Phật hiệu Vô Biên Trí Pháp Giới Âm. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Chân Châu Cái, Phật hiệu Ba La Mật Sư Tử Tần Thân. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Biên Âm, Phật hiệu Nhất Thiết Trí Diệu Giác Huệ. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Kiến Thọ Phong, Phật hiệu Phổ Hiện Chúng Sanh Tiền. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Sư Tử Đế Võng Quang, Phật hiệu Vô Cấu Nhật Kim Sắc Quang Diệm Vân. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Chúng Bửu Giáng Thế, Phật hiệu Đế Tràng Tối Thắng Huệ. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Cấu Quang Minh Địa, Phật hiệu Nhất Thiết Lực Thanh Tịnh Nguyệt. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Hằng Suất Tháng Phật Công Đức Âm, Phật hiệu Như Hư Không Phổ Giác Huệ. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Cao Diệm Tạng, Phật hiệu Quá Hiện Thập Phương Đại Vân Tràng. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Quang Nghiêm Đạo Tràng, Phật hiệu Vô Đẳng Trí Biến Chiếu. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Xuất Sanh Nhất Thiết Bửu Trang Nghiêm, Phật hiệu Quảng Độ Chúng Sanh Thần Thông Dương. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Quang Nghiêm Diệu Cung Điện, Phật hiệu Nhất Thiết Nghĩa Thành Quảng Đại Huệ. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Đi Trần Tịch Tịnh, Phật hiệu Bất Đường Hiện. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Mani Hoa Tràng, Phật hiệu Duyệt Ý Kiết Tượng Anh. Trên đó quá Phật sát chi trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Dân Tạng, 20 Phật sát chi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Tổ Thắng Giác Thần Thông Dinh. Chư Phật tử, dòng qua phía hữu của biển Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để Hương Thủy này, giáp biển Liên Hoa Nhân Đà La Võng Hương Thủy, có thế giới chủng tên Phổ Hiện Thập Phương Ảnh, y Liên Hoa Mani Trạng Nghiêm mà trụ, dùng Phật trí Quan Âm Thinh làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Chúng Sanh Hải Bửu Quang Minh, hình như tạng chân châu, nương biển Mani Anh Lạc mà trụ, mây thủy Quang Minh Mani Giang Che. Một Phật sát như trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Bất Tư Nghị Công Đức Biến Chiếu Nguyệt. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Hương Luân, Phật hiệu Vô Lượng Lực Tràng. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Quang Luân, Phật hiệu Pháp Giới Quang Âm Giác Ngộ Huệ. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Hóng Thinh Mani Tràng, Phật hiệu Liên Hoa Quang Hằng Thùy Diệu Tý. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Cực Kiên Cố Luân, Phật hiệu Bất Thối Chuyển Công Đức Hải Quang Minh. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Chúng Hạnh Quang Trang Nghiêm, Phật hiệu Nhất Thiết Trí Phổ Thắng Tôn. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Sư Tử Tòa Biến Chiếu, Phật hiệu Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Giác Huệ. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Diệm Trang Nghiêm, Phật hiệu Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Trí. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Vô Lượng Đăng, Phật hiệu Vô Ưu Tướng. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Thường Văn Phật Âm, Phật hiệu Tự Nhiên Thắng Quay Quang. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Thanh Tịnh Biến Hóa, Phật hiệu Kim Liên Hoa Quang Minh. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Nhập Thập Phương, Phật hiệu Quán Pháp Giới Tần Thân Huệ. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Xí Nhiên Diệm, Phật hiệu Quang Diệm Thọ Khẩn Na La Dương. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Hương Quang Biến Chiếu, Phật hiệu Hương Đăng Hiền Quá Dương. Trên đó quá Phật sát như trần số thế giới, có thế giới tên Vô Lượng Hoa Trụ Luân, Phật hiệu
phổ hiện Phật công đức. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên chúng diệu phổ thanh tịnh, Phật hiệu nhất thiết pháp bình đẳng thần thông dương. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên kim quang hải, Phật hiệu thập phương tự tại đại biến hóa. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên chân châu hoa tạng, Phật hiệu pháp giới bửu quang minh bất khả tư nghị huệ. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Đế Thích Tu Di Sư Tử Tòa, Phật hiệu thắng lực quang. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Vô Biên Bửu Phổ Chiếu, 20 Phật sát với trần số thế giới bao quanh thuần thanh tịnh, Phật hiệu biến chiếu thế gian tối thắng âm. Chư Phật tử, dòng qua phía hữu của biển Liên Hoa Nhân Đà La Võng Hương Thủy này, giáp biển Tích Tập Bửu Hương Tạng Hương Thủy, có thế giới chủng tên Quay Đức Trang Nghiêm, dùng Phật Pháp Luân Âm Thinh làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Chủng Chủng Xuất Sanh, hình như kim cang, y tràng chủng chủng kim cang sơn mà trụ, mây kim cang bủ quang giăng che. Một Phật sát với trần số thế giới bao quanh thuần thanh tịnh, Phật hiệu Liên Hoa Nhạn. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Hỷ Kiến Âm, Phật hiệu Sanh Hỷ Lạc. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Hữu Trang Nghiêm Tràng, Phật hiệu Nhất Thiết Trí. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Đa La Hoa Phổ Chiếu, Phật hiệu Vô Cấu Tịch Diệu Âm. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Biến Hóa Quang, Phật hiệu Thanh Tịnh Không Trí Huệ Nguyện. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Chúng Diệu Giáng Thố, Phật hiệu Khai Thị Phước Đức Hải Mật Dân Tướng. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Trang Nghiêm Cụ Diệu Âm Thinh, Phật hiệu Quan Hỷ Dân. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Liên Hoa Trì, Phật hiệu Danh Xưng Trạng. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Trang Nghiêm, Phật hiệu Tần Thân Quán Sát Nhãn. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Tịnh Diệu Hoa, Phật hiệu Vô Tận Kim Cang Trí. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Liên Hoa Trang Nghiêm Thành, Phật hiệu Nhật Tạng Nhãn Phổ Quang Minh. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Vô Lượng Thọ Phong, Phật hiệu Nhất Thiết Pháp Lôi Âm. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Nhật Quang Minh, Phật hiệu Khai Thị Vô Lượng Trí. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Y Chỉ Liên Hoa Diệp, Phật hiệu Nhất Thiết Phước Đức Sơn. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Phong Phổ Trì, Phật hiệu Nhật Diệu Căn. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Quang Minh Hiển Hiện, Phật hiệu Thân Quang Phổ Chiếu. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Hương Lôi Âm Kim Cang Bửu Phổ Chiếu, Phật hiệu Tối Thắng Hoa Khai Phù Tướng. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Đế Võng Trang Nghiêm, 20 Phật sát với trần số thế giới bao quanh thuần thanh tịnh, Phật hiệu Thị Hiện Vô Quý Dân. Chư Phật tử, dòng qua phía hữu của biển Tích Tập Bửu Hương Tạng Hương Thủy này, giáp biển Bửu Trang Nghiêm Hương Thủy, tên Phổ Vô Cấu, dùng Phật sát thần biển âm thinh làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Tịnh Diệu Bình Thản, hình như bửu thân, nương biển Bửu Quang Luân mà trụ, mây Chiên Đàn Ma Ni Chân Châu giăng che. Một Phật sát với trần số thế giới bao quanh thuần thanh tịnh, Phật hiệu Năng Tồi Phục Vô Đẳng Trạng. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Xí Nhiên Diệu Trang Nghiêm, Phật hiệu Liên Hoa Huệ Thần Thông Dương. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Di Diệu Tướng Luân Trạng, Phật hiệu Thập Phương Đại Danh Xưng Vô Tận Quang. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Diệm Tạng Ma Ni Diệu Trang Nghiêm, Phật hiệu Đại Trí Huệ Kiến Văn Giai Quang Hỷ. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Hoa Trang Nghiêm, Phật hiệu Vô Lượng Lực Tối Thắng Trí. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Xuất Sanh Tịnh Di Trần, Phật hiệu Siêu Thắng Phạm. Trên đó quá Phật sát với trần số thế giới,
của thế giới tên Phổ Quang Minh Biến Hóa Hương, Phật hiệu Hương Tượng Kim Cang Đại Lực Thế. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Quang Minh Triền, Phật hiệu Nghĩa Thành Thiện Danh Sinh. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Anh Lạc Hải, Phật hiệu Vô Tỷ Quang Biến Chiếu. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Hoa Đăng Tràng, Phật hiệu Cứu Cánh Công Đức Vô Ngại Huệ Đăng. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Thiện Xảo Trang Nghiêm, Phật hiệu Huệ Nhật Ba La Mật. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Chiên Đàn Hoa Phổ Quang Minh, Phật hiệu Vô Biên Huệ Pháp Giới Âm. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Đế Võng Tràng, Phật hiệu Đăng Quang Quánh Chiếu. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Tịnh Hoa Luân, Phật hiệu Pháp Giới Nhật Quang Minh. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Đại Hoa Diệu, Phật hiệu Vô Biên Công Đức Hải Pháp Luân Âm. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Đồng An Trụ Bửu Liên Hoa Trị, Phật hiệu Khai Thị Nhập Bất Khả Tư Nghị Trí. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Bình Thân Địa, Phật hiệu Công Đức Bửu Quang Minh Dương. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Hương Mani Tụ, Phật hiệu Vô Tận Phước Đức Hải Diệu Trang Nghiêm. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Di Diệu Quang Minh, Phật hiệu Vô Đắng Lực Phổ Biến Âm. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Thập Phương Phổ Kiên Cố Quang Minh Chiếu Diệu. 20 Phật sát với trần số thế giới bao quanh Thuần Thanh Tịnh, Phật hiệu Phổ Nhãn Đại Minh Đăng. Chư Phật tử, dòng qua phía hữu của biển Bửu Trang Nghiêm Hương Thủy này, giáp biển Kim Cang Bửu Tụ Hương Thủy, có thế giới chủng tên Pháp Giới Hành, dùng Bồ Tát Phương Tiện Âm Thinh làm thể. Trong đây phương dưới hết có thế giới tên Tịnh Quang Chiếu Diệu, hình như sâu chuỗi, nương biển Bửu Sát Châu Anh mà trụ, mây Bồ Tát Châu Kế Quang Minh Mani Giăng Che. Một Phật sát với trần số thế giới bao quanh Thuần Thanh Tịnh, Phật hiệu Tối Thắng Công Đức Quang. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Cái, Phật hiệu Pháp Tự Tại Huệ. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Trang Nghiêm Sư Tử Tọa, Phật hiệu Đại Long Quyên. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Xuất Hiện Kim Cang Tòa, Phật hiệu Thăng Sư Tử Tòa Liên Hoa Đài. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Liên Hoa Thắng Âm, Phật hiệu Trí Quang Phổ Khai Ngộ. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Thiện Quán Tập, Phật hiệu Trì Địa Diệu Quang Dư. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Hỷ Lạc Âm, Phật hiệu Pháp Đăng Dư. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Mani Tạng Nhân Đà La Võng, Phật hiệu Bất Không Kiến. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Chúng Diệu Địa Tạng, Phật hiệu Nghiệm Thân Trạng. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Kim Quang Luân, Phật hiệu Tịnh Trị Chúng Sanh Hành. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Tu Di Sơn Trang Nghiêm, Phật hiệu Nhất Thiết Công Đức Dân Phổ Chiếu. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Chúng Thọ Hình, Phật hiệu Bửu Hoa Tướng Tịnh Nguyệt Giác. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Vô Bố Quý, Phật hiệu Tối Thanh Kim Quang Cự. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Đại Danh Sinh Long Dương Tràng, Phật hiệu Quán Đẳng Nhất Thiết Pháp. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Thi Hiện Mani Sắc, Phật hiệu Biến Hóa Nhật. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Quang Diệm Đăng Trang Nghiêm, Phật hiệu Bửu Cái Quang Biến Chiếu. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Hương Quang Dân, Phật hiệu Tư Duy Huệ. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Vô Quán Thù, Phật hiệu Tinh Tấn Thắng Huệ Hải. Trên đó, quá Phật sát với trần số thế giới, có thế giới tên Trang Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng,
Phật hiệu Phổ Hiền Duyệt Y Liên Hoa Tự Tại Vương. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Hào Tướng Trang Nghiêm, 20 Phật sát di trần số thế giới bao quanh. Thuần Thanh Tịnh Phật hiệu Thanh Tịnh Nhãn. Chư Phật tử, dòng qua phía hữu của biển Kim Cang Bửu Tụ Hương Thủy này, giáp biển Thiên Thành Bửu Điệp Hương Thủy, có thế giới tên Đăng Diệm Quang Minh, dùng Phổ Thị Bình Đẳng Pháp Luân Âm Thinh làm thể. Trong đó phương dưới hết có thế giới tên Bửu Nguyệt Quang Diệm Luân, hình như đồ trang nghiêm, y biển Bửu Trang Nghiêm qua mà trụ, mây lưu ly sắc sư tử tòa giăng che. Một Phật sát chi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Nhật Nguyệt Từ Tài Quang. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Tư Di Bửu Quang, Phật hiệu Vô Tận Pháp Bửu Tràng. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Chúng Diệu Quang Minh Tràng, Phật hiệu Đại Hoa Tụ. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Mani Quang Minh Hoa, Phật hiệu Nhân Trung Tối Tự Tại. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Âm, Phật hiệu Nhất Thiết Trí Biến Chiếu. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Đại Thọ Khẩn Na La Âm, Phật hiệu Vô Lượng Phước Đức Từ Tài Long. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Vô Biên Tịnh Quang Minh, Phật hiệu Công Đức Bửu Qua Quang. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Tối Thắng Âm, Phật hiệu Nhất Thiết Trí Trang Nghiêm. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Chúng Bửu Giám Sức, Phật hiệu Bửu Diệm Tu Di Sơn. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Thanh Tịnh Tu Di Âm, Phật hiệu Xuất Hiện Nhất Thiết Hạnh Quang Minh. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Hương Thủy Cái, Phật hiệu Nhất Thiết Ba La Mật Vô Ngại Hải. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Sư Tử Hoa Võng, Phật hiệu Bửu Diệm Tràng. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Kim Cang Diệu Hoa Đăng, Phật hiệu Nhất Thiết Đại Nguyện Quang. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Nhất Thiết Pháp Quang Minh Địa, Phật hiệu Nhất Thiết Pháp Quảng Đại Chân Thật Nghĩa. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Chân Châu Mạc Bình Thản Trang Nghiêm, Phật hiệu Thắng Huệ Quang Minh Võng. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Lưu Ly Hoa, Phật hiệu Bửu Tích Tràng. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Vô Lượng Diệu Quang Luân, Phật hiệu Đại Quay Lực Trí Hải Tạng. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Minh Kiến Thập Phương, Phật hiệu Tình Tu Nhất Thiết Công Đức Tràng. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Khả Ái Nhạo Phạm Âm, 20 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Phổ Chiếu Pháp Giới Vô Ngại Quang.